Đi nhảy ra ngoài à? Đang tập nhảy này, tập nhảy xa này, nhảy cao này. Ở trong này đang mát lại nhảy ra ngoài để làm cái gì? Bơi chứ. Ôi mà vịt không biết có ăn sung không Hà Sam nhỉ? Để tớ lên lấy. Con lên lấy đi, con lên lấy đi. Hà Sam ơi, đỡ lên này, đỡ lên. Xuống này. Không biết ăn sung à? Vịt không ăn sung rồi. Vịt không ăn thì mình ăn. Ngon không? Ngon không? Chắc quá các bạn ạ. Ngon chứ? Chắc nhưng mà vẫn ngon là thật. Ăn gì cho anh ăn với. Anh không rõ. Anh mang mèo con nhà anh ra đây làm gì đấy? Từ hôm trước đến giờ mèo mẹ vẫn chưa về. Mấy con mèo con ở nhà nhớ mẹ quá, sắp trầm cảm đến nơi rồi Hà Sam ạ. Mà bọn em cho vịt tắm à? Cho mèo của anh tắm cùng với. Không được đâu anh ơi, mèo có biết bơi đâu, mèo mà tắm để chết đuối à? Thế thì thôi, anh về anh làm trò chơi cho mấy con mèo nhà anh đây. Bọn em nhá, về đây. Từ từ anh ơi. Anh cũng đỏ khoát, từ từ đã. Đằng nào hôm nay em cũng phải dành một ngày ra để chăm vịt, cho vịt nhà em ấy chơi cùng mèo nhà anh với. Thế thì đi. Hôm nay anh sẽ tạo một công viên trò chơi giải trí chất lượng cao cho mèo và vịt. Ui giời ơi, có công viên như này thì chắc chắn là các em mèo nhà mình không bị trầm cảm nữa. Ôi mà thế này để các em mèo không chạy linh tinh với lại vịt cũng không chạy linh tinh mà chơi cùng nhau các bạn nhá. Wow. Ôi trời ơi, chuẩn bị ra công viên giải trí nào các em ơi. Chơi mèo luôn. Điểm danh 1. Rồi. 2. Rồi. 3. 4. Và em mèo cuối cùng. Ta la. Vào đây. Nè, đây này, có một cái, đây là cái bàn này để cho em để các cho em, các em đứng lên đây để ngắm cảnh. Anh ơi, em tưởng cái bàn này là để các em mới ngồi ăn, tự nhiên thành ngồi chiếm trại lên cái bàn này anh. Ngoài lúc ăn thì mình có thể ngồi ngắm cảnh cũng được. Em thấy là các em mèo này là hơi buồn đấy anh ơi. Đúng rồi, các em lâu ngày không gặp mẹ nên bây giờ hơi buồn. Anh em mình cần phải tạo nhiều trò chơi để cho em ấy chơi. Đồ chơi này được không anh Gấu Đỏ, để xem các em mèo phản ứng như thế nào. Được đấy, con gà, đây là con gà giả có. Ôi, thả vào cho bà, thả vào. Chơi đây. Nhìn kìa, các em mèo bắt đầu đứng lên luôn này. Nhìn bắt đầu đây, nhìn có vẻ là thích thú con gà giả này rồi đấy. Ôi, hết con rồi. Em cũng có đồ chơi cho các em mèo này anh ơi. Ê, một chú gà, gà con. Nhưng mà gà này là gà mới nở anh ạ. Đây này, trứng này. Đây, vô đây, đây này, các nhỏ nhỏ này. Chắc là em, các em mèo thích này. Con này, wow, đây nè. Nhìn này. Không ai thèm chơi. Anh ơi, hình như là các em mèo này rất thông minh này, phát hiện đây chỉ là gà giả thôi. Mình có vịt mà, mình cho các em vịt thật đấy vào đây chơi cùng mèo đi. Anh còn có cả gà thật cơ, bây giờ bắt cả gà cả vịt cho các em mèo chơi cùng. Được đấy. Tên. Wow. Đây nè, đây là chú vịt nè. Đây, chú vịt này thì mèo con nhà mình là gặp rồi. Biết bạn rồi, thế giới thiệu gà đâu anh? Để xem lại, để xem có chơi cùng nhau không? Nhưng bây giờ mới được nhìn thấy nhau. Bắt đầu. Chú vịt này có vẻ rất là năng động này. Bắt đầu mà mèo sợ con nép vào chỗ này luôn các bạn, nép vào hàng rào luôn. Rồi có một chú mèo mang đến tò mò đến này để xem là con gì đây. Đang hỏi xem bạn tên là gì. Có vẻ là không thích chơi với vịt lắm các bạn ạ. Thế thì chơi với gà của mình các bạn nhé. Em gà này to này anh ơi. Gà của anh gà. Nào. Rồi chơi cùng nhau nào. Ui, chú gà rất năng động này. Chú gà này với vịt này có vẻ thích hai cái con gà giả đây anh ạ. Tưởng là đồng bọn của mình. Chú mèo đen này đang ra làm quen với vịt rồi này các bạn ơi. Làm quen với vịt với gà. Thêm một bạn nữa ra làm quen này. Dần là chơi với nhau rồi đấy. Ôi anh ơi, thiếu một em mèo anh ạ. 1, 2, 3, 4. Một em mèo nữa đâu anh ơi. Ủa trong này nó anh thường chui vào đây sao ấy. Ui, anh nhìn này. Anh ơi lật nó lên à. Đang nằm ở trong này chui núp ở đây. Đi ra chơi với các bạn đi. Trời ơi, một hoa hậu Việt như ta mà hôm nay á là được chơi chung với mèo nè. Rồi có cả gà nữa nè. Ê gà, cậu đang làm gì đó? Cậu đang mổ giun hả?
tớ đang đảo run xem là có run ở đây không nè, rồi tớ sẽ ăn nó ngon lắm. Eo, kinh quá à. Thôi thôi, tớ ra chơi với mèo đây. Run ngon thế mà cậu ta kêu kinh. Trời ơi gà ơi, cậu hất hết cát vào mặt tớ rồi. Để cho các em mèo có nhiều trò chơi, anh nghĩ bây giờ mỗi anh em mình sẽ chuẩn bị một trò chơi để cho các em mèo có thật nhiều trò chơi. Em làm trước, em sẽ làm khinh khí cầu để cho các chú mèo bay lên cao, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh anh ạ. Bóng bay, mày lấy đâu mà nhiều thế? Em vừa mua đấy. Đây này, ở đây có bóng Doraemon này anh này, nhìn hài hước không này? Ôi ôi, nhìn này Doraemon xinh xắn thật luôn. Đấy. Đây là còn có cả bò sữa, con bò ấy, con bò. Ôi. Ở đây là siêu nhân này anh này, siêu nhân. Ôi, ở đây còn có cả Hello Kitty này anh ơi. Em thích Hello Kitty này và đảm bảo các em mèo nhìn Hello Kitty cũng là mèo mà cũng thích ấy. Đặc biệt anh ạ, đây là một chiếc máy bay rất là to. Nghe cò nói, làm khinh khí cầu phải cần dùng mấy cái cốc nhựa này. Đây là chúng mình đang sơn vào để cho đẹp các bạn nha, mỗi cốc một màu luôn. Wow, ui, đây là cốc màu xanh lá hả anh ơi? Cốc này là cốc màu vàng hả Sam ạ? Màu vàng. Nhưng màu vàng này là vàng đồng. Nope. Vàng đồng. Ui, còn đây là màu đỏ, màu đỏ này. Màu đỏ. Còn mình sẽ sơn màu xanh. Yeah. Ui. Ba em mèo này sẽ là những thành viên đầu tiên được bay lên khinh khí cầu các bạn nha. Wow. Đây là những em mèo to khỏe nhất. Rồi. Nào có, buộc nó đi, buộc nó đi. Ui, buộc ngay này để bay lên này. Ui, nhưng mà anh ơi. Sao? Ba con đây này nặng lắm, không bay lên được đâu. Ôi dồi. Đây, ui dồi. Bóng bay thì này nó nhẹ anh ơi. Ui dồi, nhưng mà ba con mèo này nặng lắm. Có khi anh em mình làm một cốc một thôi anh ạ. Ừ, hay là làm một cốc, thả một con mèo lên một thôi. Đúng rồi. Các bạn đang chơi ở trong kia, có một bạn mèo tự nhiên chạy ra đây kêu meo 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 này. Đi vào không? Đi. Nào nhanh, anh gấu đỏ đưa vào nhanh lên. Ô không vào, trốn này các bạn ơi, trốn này đi. Nào, đi. Ê. Một mình không được ra đây đâu, lạc bây giờ đấy. Vào với các bạn của mình nhá. Rồi các bạn này đang chơi cùng nhau rồi các bạn ơi. Mèo với lại gà với lại vịt có vẻ chơi cùng nhau rồi này. Rồi các bạn đang ngồi tất đây rồi. Túng tụng tụng một chỗ để buôn cho lê bán cho chuột thôi mà. Điểm không này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt ở đây để đi ra bắt mèo nhá. Ở đây nhá. Thôi chết rồi, mất khinh khí cầu rồi hả Sam ơi? Đấy, do cậu ấy, tất cả là tại cậu ấy. Cái cậu ấy làm bao nhiêu công sức mà đẹp như thế. Thôi mất rồi thì thôi các em ơi. Mà anh thấy cái khinh khí cầu ấy có khi cũng không an toàn đâu. Cho em mèo ngồi vào, nó mày bay lên nó bay mất em mèo thì làm sao. Hoặc là nó mày nó bị rụng, em mèo rơi từ trên đấy xuống, ngã lần quay giặt nhẻo nghèo nghèo luôn ấy. Tốt nhất là anh em mình không chơi khinh khí cầu nữa. Bây giờ anh em mình đi làm cái khác đi. Thế thì bây giờ em đi làm nhà bóng cho mèo được không anh cũng đỏ? Nhà bóng cũng được, nhưng mà em làm cái gì thì làm, phải đảm bảo an toàn cho các em mèo nha. Vịt ơi là vịt, sao chị đi đâu ấy, em cũng theo chị đấy. Chị có phải là mẹ em đâu. Đây này, còn bám lên chân người ta rồi này. Trời ơi, lại còn lôi cả theo cả cái em gà này đi nữa. Em gà này không biết là gà trống hay gà mái, hình như là gà mái các bạn ơi. Ui ôi. Nuôi em này 3 tháng nữa là mỗi ngày mình được một quả trứng để ăn các bạn. Rồi, bây giờ là cái nhà như thế này nhá, là bằng thùng cắt tông luôn. Mình sẽ làm ở đây là cái cửa này, còn hai bên sườn ấy sẽ là hai cái kiểu như là ô cửa sổ hình tròn. Đây, để cho các em mèo này hoặc các em gà, em vịt này có thể đi ra đi vào chơi luôn nha. Không có comba nên là mình cứ ước lượng ấy. Hình này các bạn ơi, hình tròn ông ấy. Các bạn ơi, ui trời ơi, chạy nhanh lên. Ơi, chú vịt này với lại chú gà này bây giờ thích chơi với mình các bạn ạ. Đây. Đừng. Đây này các bạn ơi, mình đi đâu là đi đấy nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, chú vịt đuổi theo mình đấy các bạn ơi. Lúc đã nhìn mình còn lạ, bây giờ thân với mình rồi các bạn ạ. Có khi phải bảo Hà Sam với lại cò cho em vịt này về nhà mình chơi đâu. Nhìn này, chưa. Xinh không, nuôi một thời gian nữa, cái lông vàng này nó sẽ biến thành lông trắng ấy các bạn ạ, thay lông ấy.
Còn chú gà đâu rồi, chú gà đâu rồi? Ô à, đây 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 các bạn ơi, hai bạn này cứ chơi với nhau suốt thôi. Ờ, đi đâu là có nhau đấy các bạn nhá, đi đâu cũng đi cùng nhau luôn. Ngôi nhà mình làm cho các em mèo đẹp không các bạn ơi? Đẹp thế là sao ạ? Ở bên này có một cái cửa sổ này, bên này cũng có một cái cửa sổ này, và bên trong này là cái cửa rất là to, có mấy quả bóng nữa, còn có cả trái tim nữa này. Ai nào mái màu đỏ thử ra cho mèo và xem là các em mèo có thích chơi không. Ôi trời, các em bị chạy ra này, chạy ra này các bạn ơi, chạy đến này, chạy đến này. Đây, ngôi nhà đặt giữa ở đây luôn anh ạ. Bây giờ chỉ cần đấy cho các em mèo vào đây chơi nữa là xong. Rồi rồi, chào chào các em mèo về. Chào cho em gà này vào chơi cùng này. Mèo 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 đi xe em cò có bị say xe không à hả mèo? Ừ, vào đây nè, đây này, đi này. Đúng. Cho bạn vịt để vào cùng nữa hả Tam ơi? À đây, em vịt để vào đây luôn này. Đó rồi. Là... đây nè, các em mèo vào đây, vào đây, vào đây. Nhà mới, nhà mới, nhà mới. Vào chơi nhà bóng luôn. Đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây, đa đa đa. Ui, bạn này nhảy ra rồi, bạn này nhảy ra vào đây luôn. Đó, thích và thích chui ra, thích chui vào, thế nào cũng được. Bên này này, cửa bên này nhìn cũng rất là đẹp này. Là xem có bạn nào chui ra đây không. Ở đây là còn có một cái đồ chơi cho mèo, đó chính là đồ chơi mèo đuổi chuột. Đây là con chuột đấy, anh có đỡ ơi. Đây nè, hy vọng là các em mèo sẽ thích. Đây là nhử mèo các bạn ạ. Rồi, các em mèo đây mặt đang rất là ngạc nhiên này, đang nhìn nhìn này. Luyện tập là khả năng là vô đối thủ. Để các bạn còn bắt chuột chứ đúng không? Đây, bạn mèo này vẫn còn bé nên là ngây thơ. Theo khi lại nghĩ tưởng ngươi cứ nghĩ là bạn của mình. Lại nghĩ là chuột là bạn của mình. Ôi trời, sao lại trèo đây rồi? Trèo đây lúc nào đây? Ê, đây, đây nè, chuột đây nè. Vô đây, mà anh có đỡ ơi. Hôm nay nhá, có làm kinh khí cầu cho mèo rồi. Còn em ấy, làm nhà bóng cho mèo rồi. Thế thì anh ấy, anh làm đồ chơi gì cho mèo đây? Từ sáng đến giờ, các em mèo chưa được ăn gì. Anh nghĩ bây giờ cũng đói rồi, để anh đi lấy đồ ăn cho mèo với vịt với gà ăn nhá. Mèo có ăn dưa không hả em? Ừ. Em nghĩ là có đấy, tại vì em cũng thích ăn dưa hấu mà. Anh mới chọn quả dưa hấu rất là đẹp luôn. Bây giờ sẽ bổ ra cho các em để ăn. Wow. Wow. Ôi, ui, rất là ngon luôn, nhìn đỏ không này. Wow. Ủa ôi anh ơi, đúng wow. Rồi. Ui. Anh ơi, cầm ra cho mèo ăn đi à Tam ơi. Cầm đi, cầm đi, đi ra cho mèo ăn. Các em mới là chắc không ăn hết được đâu. Ừ. Mình ăn hộ một miếng chắc không sao. Ngon đấy, ăn thêm miếng nữa chắc không sao đâu. Ngon đấy. Nope. Giờ không ngon đấy, thì ăn thử rồi. Ngon đấy, ăn em. Thôi chết rồi, mình bị cắn không một miếng mà tại sao lại hết này rồi. May là anh cũng đỏ không biết đấy. Này này này, các em cứ nhận là các em ăn đi nha. Ai ốp thì mà. Hà Sam, em đã ăn hết của mèo à? Chị xin lỗi, từ sau chị không thấy nữa, chị không ăn dưa hấu của các em nữa. Đám ăn hết của các em mèo các bạn ơi. Có hai miếng dưa hấu thôi mà em ăn một phát hết luôn. Đây, em đèn đây. À, bạn gà này ăn này các bạn ơi. Ui. Ui, bạn gà này cũng ra là tranh ăn với mèo luôn này anh đến ơi. Đến 9 miếng. Cặm luôn này anh ơi. Thế còn bạn vịt này có ăn không nhỉ? Đây, vịt đây, vịt đây. Ui rồi, ui rồi. Cái mỏ còn đang dính cái gì kìa. Để gỡ đi, gỡ đi, gỡ đi, gỡ đi. Bạn vịt này thích ăn hột dưa hấu anh ạ. Thích ăn hột, nhìn thấy hột là mổ à. Rồi, để cho các bạn mèo này có ăn không nhá. Ồ, các bạn mèo này có vẻ, ui, còn chú chúi thì các bạn này còn đang ngủ rồi. Nope. Còn bạn này có ăn không? Bạn này, nào, ăn nào, ăn nào, ăn nào, ăn nào, ăn nào, ôi. Nào, dưa hấu ngon lắm, dưa hấu mát lắm. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Luôn. Ăn đi, thế còn bạn này. Đây, đây, còn bạn này. Bạn này đang chơi nhà bóng này các bạn ơi. Đây này, ăn không ăn? Không. Ôi, ăn không ăn luôn. Anh ơi, thua tất hai em gà vịt đấy. Ôi giời ơi, gọi là tét miếng dưa hấu luôn anh ạ. Chứng tỏ mấy em mèo này chỉ có uống sữa hoặc là ăn đúng cám mèo thôi thì các em mới ăn. Mà hình như giờ này là các em đang buồn ngủ các bạn ơi. Không buồn chơi gì, nằm im thinh thít ngủ luôn. Úi giời ơi, định đi đâu đấy bạn mèo ơi? Định đi đâu đấy? Trong khi tất cả mấy bạn này đang ngủ này các bạn ơi. Đang nằm ngủ đây này. Bạn này ngủ khò khò rồi, bạn này cũng ngủ khò khò rồi. Bạn này thì đang chuẩn bị ngủ. Còn ai bạn này còn đang chơi với lại vịt này. Ấy ai, xà rồi nhá. Quen rồi đấy các bạn ạ, quen rồi. Mấy em mèo kia ngủ hết rồi. Thế nên anh nhà mình sẽ cho hai em mèo này xem phim nhá. Ôi dồi ôi, xem hẳn đấy.
kênh chị Hà Sang luôn nè. Đấy. Ui. Con bạ chạy nước rồi đấy. Vô lý nhỉ. Ui rất tò mò luôn, hai em mèo rất là tò mò luôn. Ui. Ê, đi làm gì ơi. Ôi xem gần thế này hỏng mắt đấy mèo ơi. Đây này đứng ở đây thôi. Đấy, đang nhìn thấy mình ở trong tivi. Nhìn thấy mình ở trong tivi. À, bắt đầu đi đâu nhìn gì. Đây này, đang tập trung vào, tập trung vào. Đấy. Không thích xem rồi, không thích xem rồi, chắc là cũng thích đi ngủ thôi hay sao ấy. Không nhìn thấy mình ở trong tivi à? Đây này, mình ở trong tivi như này nè. Không chăm chú tí nào các bạn ạ. À. Thôi. Anh quyết định là cho hai em mèo này đi ngủ cùng mấy em mèo kia. Vậy là trời cũng gần tối rồi các bạn ơi. Các em mèo thì có em ngủ, có em thức. Đây này, ngủ một loạt luôn các bạn ạ. Ba em này ngủ thay rồi, còn hai bạn mèo đen này thì vẫn đang chơi. Còn bạn vịt với bạn gà này thì ăn dưa hấu liên tục không ngừng nghỉ lúc nào luôn. Anh ơi, ngày hôm nay ấy, em thấy mình ấy tạo nhiều trò chơi cho em mèo như thế, chắc chắn là các em mèo cũng vui vẻ hơn rất là nhiều rồi đấy. Mà em thấy có nghĩa là các em đấy vẫn là nhớ mẹ, tất nhiên thì vẫn là buồn đúng không? Nhưng mà dù sao chăng nữa này, hôm nay có hai người bạn mới này, rồi lại còn có cả ba anh em mình chơi cùng nữa, lại còn được chơi là trò chơi là khinh khí cầu này, rồi lại còn có nhà bóng nữa nè, rồi lại được ăn dưa hấu nữa. Chắc chắn ấy, ngày mai này, ngày kia các em đấy sẽ vui hơn đấy anh ạ. Và các bạn có thấy các chú mèo này, chú vịt, chú gà có dễ thương không? Nếu mà dễ thương thì đừng quên like để ủng hộ chúng mình nha. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn nha. Bye bye.